mục đích của clip ngày hôm nay nói đến một vấn đề không cũ nhưng cũng không mới. Mình nhận thấy ở trên mạng và các lớp dạy guitar, đệm hát nói chung thì mình chưa thấy có những clip hướng dẫn về bố cục của một bài hát khi ta đệm guitar. Vì vậy clip này nhằm hai mục đích chính. Mục đích thứ nhất nói về bố cục một bài hát khi ta chơi đệm guitar như thế nào. Mục đích thứ hai mà mình dành trọng tâm hơn đó là cách hướng dẫn phần dạo đầu, phần intro bài hát, phần dạo giữa của bài hát và phần kết thúc của bài hát. Trước hết xin mời các bạn xem clip sau đã. Đây là bố cục của một bài hát nói chung. Và bố cục này nó áp dụng cho cả đệm guitar và bất cứ một nhạc cụ nào khác. Gồm có phần thứ nhất là phần dạo đầu. Phần thứ hai sau dạo đầu sẽ là đến lời hát một nào đó trong bài hát đó. Tiếp theo lời hát một sẽ đến lời hát thứ hai trong bài hát. Tiếp theo là đến phần điệp khúc của bài hát đó. Lúc này sẽ có đoạn dạo giữa. Tiếp theo sau đoạn giữa là đoạn mà để ca sĩ có thể ngừng nghỉ. Chúng ta tiếp tục sang lời thứ hai, thường là lời thứ hai của bài hát, và lại tiếp tục phần điệp khúc. Có thể nó sẽ lặp lại cái này khoảng 2 lần và cuối cùng là kết thúc bài. Như vậy chúng ta có thể thấy hình dung là khi trình bày một bài hát nó sẽ có một phần đầu và phần thứ hai. Thế để gây ấn tượng được cho một bài hát hay, nhất là đối với những người chơi guitar như chúng ta, đệm hát chúng ta sẽ phải tập trung phần đầu, phần dạo đầu là một, phần đệm lời hát một như thế nào, phần đệm lời hát thứ hai như thế nào, phần đệm điệp khúc như thế nào, phần đoạn dạo giữa là như thế nào. Thì ở đây các bạn có thể thấy rằng phần dạo đầu mình chia ra làm bốn cái to và nó cũng như phần đầu thật. Ở đây là đây chính là cái phần mà rất nhiều người vẫn hay đặt câu hỏi là em mặc dù có thể chơi được guitar nhưng em không biết cách chơi đoạn dạo đầu như thế nào cho ấn tượng. Thì ở đây mình có thể chia ra theo quan điểm của mình là có bốn cách dạo đầu cơ bản. Cách thứ nhất,
các bạn hãy chạy vòng hợp âm chính của bài hát. Mình cứ giới thiệu qua đã nhé, sau tiếng mình sẽ giới thiệu cụ thể. Cách thứ hai, các bạn lấy phần điệp khúc của bài hát để tạo ra phần dẫn dạo đầu. Cách thứ ba là bạn chơi nguyên đoạn có sẵn trong bài hát đó, chơi nguyên đoạn dẫn của bài hát đó có sẵn. Và cách thứ tư là sáng tạo ra một giai điệu riêng. Mỗi một cách này đều có những ưu nhược điểm riêng của nó. Cái đây mình sẽ nói sau, vì đây sẽ là cái phần mà mình sẽ tập trung nhiều hơn. Phần đệm lời hát 1 thì thông thường trong một bài hát, khi lời hát thứ nhất thì làm lời dẫn vào bài hát mà, để cho người nghe có cảm giác của cái bài hát đó. Cho nên là thường thường thì bài hát 1 mình lên gảy tỉa và nhẹ nhàng. Tất nhiên đây là đối với những bài hát có tính chất tình cảm. Còn có những bài hát người ta khẳng định tính chất sôi nổi ngay từ đầu, ví dụ như Nối vòng tay lớn hay là Nồng làn Hà Nội của Nguyễn Đức Cường, không thể chúng ta lại gảy tỉa nhẹ nhàng lúc đấy được. Lúc đó chúng ta sẽ phải vào ngay, ồn ào ngay, sôi động ngay từ lúc đầu. Đây là mình đang nói trong trường hợp những bài hát nói chung tình cảm thì nó sẽ có lời hát 1, chúng ta sẽ gảy tỉa nhẹ nhàng. Lời hát thứ hai thì cũng thường thường sẽ là lặp lại cái điệp khúc của cái đặc điểm của lời hát 1, nhưng mà nó có tính chất khác hơn. Cho nên khi bạn chơi guitar mà đệm hát cho phần này, phần lời thứ hai, các bạn nên gảy sôi nổi hơn hoặc là chơi một giai điệu khác đi một chút. Các bạn có thể thấy được bài này trên rất nhiều cái clip mà các bạn khác quay, các bạn có thể xem lại. Phần thứ ba là điệp khúc. Hiển nhiên phần điệp khúc thì đây là phần mục. Thế nào là vào điệp khúc? Điệp khúc tức là cái phần được lặp đi lặp lại trong bài hát. Nó có tính chất như kiểu là trọng tâm và muốn nhắc nhở cho người nghe đến cái nội dung của bài hát đấy. Cho nên trong phần điệp khúc chúng ta thường nên quạt để tạo cao trào. Đúng, cái từ chính xác dùng trong phần điệp khúc đó là cao trào. Quạt, chúng ta dùng cái tiết tấu quạt accord để tạo cao trào cho bài hát. Thế sau khi mình chơi xong được phần 1 thì chắc chắn sẽ có đoạn giữa. Và đoạn giữa này nhằm mục đích là để cho ca sĩ có cơ hội được nghỉ và để cho bài hát được có cơ sở diễn tiến dài hơn. Thế thì chính vì đây, phần dạo giữa này chính là phần mà chúng ta, những người chơi guitar sẽ phải lo nhiệm vụ đó. Làm thế nào để dạo giữa? Thường thường có những bài hát là sau khi hát xong lời 1, người ta sẽ hát sang ngay bài thứ 2. Ví dụ như bài Hương Ngọc Lan, các bạn có thể thấy sau khi người ta hát xong lời 1 thì hát xong ngay sang luôn lời 2 và không có đoạn dạo giữa. Tuy nhiên có những bài hát lại có đoạn dạo giữa rất hay và gây lại ấn tượng rất là cao. Các bạn có thể thấy được nhiều cái này ở trong những bài nhạc rock. Bản thân những bài nhạc rock thì người ta hay chú trọng đoạn dạo giữa. Thế là theo quan điểm của mình thôi nhé. Tiếp theo sau đoạn dạo giữa các bạn sẽ có, thường người ta sẽ không hát lại lời hát 1 nữa, mà người ta sẽ bắt đầu chơi ở lời hát thứ 2 và đến phần điệp khúc. Tức là phần thứ 2 là phần có tính chất để ôn lại cái ý của lần 1, cho nên thường thường người ta ngắn hơn thôi và đi vào trọng tâm. Và sau phần điệp khúc sẽ là phần kết bài. Thế phần kết bài, ở đây có một vài thuật ngữ nhỏ, ví dụ phần dạo đầu thì người ta gọi là phần intro, phần điệp khúc và ở dạo giữa thì người ta gọi là phần bridge. Trong tiếng Anh bridge là cầu bắc, cầu từ đoạn nọ sang đoạn kia đó. Phần kết thúc thì ta gọi là phần outro. Thế bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết cụ thể cách chơi phần dạo đầu. Dưới đây là cái phần mà có nhiều bạn hay hỏi. Cách thứ để chơi được dạo đầu của bài hát trong những trường hợp các bạn là những người mới học guitar hoặc mới chỉ nắm guitar ở mức độ là chơi cơ bản về hợp âm, chưa có những kiến thức về nốt nhạc, chưa có những kiến thức về việc nắm bắt tai nghe, bắt chước một bài hát hay vân vân những vấn đề khác. Bạn mới đang có kiến thức cơ bản đầu tiên, mình đang nói cho trường hợp đầu tiên đó là các bạn biết chơi hợp âm của bài hát đó. Vậy thì làm thế nào để bạn có được một đoạn dạo giữa ấn tượng? Đơn giản thôi, trước hết bạn hãy chạy theo vòng hợp âm cơ bản trong bài hát đó. Mình xin ví dụ bài đầu tiên, đó là bài Người Nào Đó. Trong bài Người Nào Đó của Justata gì đấy, các bạn có thể thấy rằng hợp âm của cái bài hát đó chỉ có 4 hợp âm cơ bản như sau: La thứ, Fa trưởng, Đô trưởng, Son trưởng, lại là La thứ, lại Fa trưởng, lại Đô trưởng, lại Son trưởng. Thế thì bây giờ khi biết được 4 hợp âm chính, thế chúng ta khi bắt đầu dạo đầu của bài hát cứ phang 4 hợp âm mới là xong. Như sau.
đơn giản hơn, bạn cứ việc là đánh đúng 4 nốt âm thôi. Các bạn thử nghe nhé. Cách thứ hai để tạo ra một đoạn dàn giữa cũng dễ dàng hơn, dễ dàng và cũng hay không kém, đó là lấy phần điệp khúc của bài hát, lấy phần hợp âm của điệp khúc bài hát để tạo đoạn dàn giữa, hay nói khác là nhại lại phần điệp khúc của bài hát để thành đoạn giữa. Xin ví dụ cái phần này bằng bài hát là Điều Giản Dị chẳng hạn. Bài hát Điều Giản Dị của nhạc sĩ Phú Quang thì chơi rất nhiều giọng lắm, chúng ta có thể chơi giọng đô trưởng, chúng ta có thể chơi giọng son trưởng. Ví dụ bài hát chơi giọng son trưởng thì có phần điệp khúc là người yêu ơi dù mãi lại cách xa, mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta. Ví dụ thế thì bạn có thể lấy ngay chính cái phần điệp khúc này để có thể làm phần dạo dẫn đầu của bài hát được. Bạn nghe nhé. Cách thứ ba trong đoạn dạo đầu đó là cách chơi nguyên si một đoạn dạo đầu có sẵn của bản nhạc đó. Cách này chúng ta thường dùng khi nào? Thứ nhất, đó là những bài hát mà cái phần dạo đầu của nó gắn liền, gắn chặt, gắn cố định vào bài hát đó rồi, và chúng ta không thể nào phối ra được một cách dạo đầu nào khác đủ hay hơn để làm nổi bật bài hát đó. Hay nói người khác là phần dạo đầu của bài hát đó là máu thịt của bài hát đó rồi. Cách phối nhạc của cái người viết ra cái ca khúc đấy, viết ra cái phần dạo đầu của bài hát ngay từ lần đầu tiên đấy, nó đã đi vào kinh điển chuẩn mực rồi. Và khi thế chúng ta đừng dại gì mà lên tạo ra một đoạn dạo đầu riêng. Mình sẽ lấy ví dụ về bài thứ nhất, chắc chắn trong rock bài Bức Tường, là trong rock của Bức Tường có bài Mắt Đen. Bạn nghe xem. Trong bài Những Ngày Đẹp Trời của Bằng Kiều cũng có cái phần dạo đầu không thể nào tách riêng được. Chúng ta nên chơi nguyên si phần dạo đầu đó. Mình đã có một clip hướng dẫn về cách chơi bài đấy rồi, các bạn có thể tìm trong cái channel của mình. Bây giờ mình sẽ nói lại thôi. Có khi tình ta như cánh hồng lay nhẹ trong sương gió. Bạn nhớ được chưa? Các bạn cứ nghe trước bài đấy, sau đó bạn xem lại cái dạo đầu người ta
đây mình sẽ chơi y nguyên lại, không phải y nguyên, đây cũng là do mình bắt lại thôi, bắt lại cái bài hát đó, cho nên có thể hơi khác, hơi giống một tí, nhưng mà nói chung là mình học tập cái cách cái bản phối sẵn của người ta đó. Thế để làm được cái phần này ấy, thì chỉ có một cách, đó là các bạn phải chịu khó học tập vừa cả nốt nhạc vừa cả cái cách đệm tiết tấu kèm theo nó thôi, chứ không còn con đường nào khác. Để chơi đã là chơi dao đầu bắt chiếc minh si của người ta thì phải chấp nhận phong cách đấy. Như vậy cách này thì dành cho những bạn mà nếu bạn ấy có một kỹ năng mà ta gọi là bán cổ điển đấy, semi classic này, hay là chúng ta có thể tập theo tab ở đâu đó hoặc tập theo guitar pro mà có ai đó đã sẵn cái lời dạo đầu đấy cho chúng ta, hoặc còn không chúng ta phải tự nghe bằng tai và tự diễn đạt lại. Với mình thì mình cũng hay thường, hồi xưa thì khi mình mới tập chơi mình cũng hay thường đi tìm cái cũng hay yêu cầu giống như nhiều bạn, đó là lên trên mạng tìm tab, tìm yêu cầu cái phần người ta đã viết guitar pro sẵn cho cái phần dạo đầu. Tuy nhiên sau trong quá trình học dần dần thì mình tự rèn luyện cho mình khả năng nghe bằng tai và sau đó phải tự diễn đạt lại cái lời dạo đầu đó. Tiếp theo mình xin nói đến cách thứ tư để có thể dạo giữa một bài hát, đó là cách sáng tạo ra giai điệu riêng của bài hát. Nói chung thì các bạn hãy cứ thoải mái đi, dù bạn là người chơi giỏi rồi hoặc là bạn là những người mới tập tành thì mình cũng vẫn khuyên các bạn rằng hãy nên tự sáng tạo ra giai điệu đầu của bài hát đó, sáng tạo ra đoạn đầu của phần dạo đầu của bài hát đó, thì cái này nó mang dấu ấn riêng cá nhân của các bạn và nó sẽ làm cho cái người nghe cảm thấy rằng đây là bạn chơi chứ không phải là một người nào khác chơi hay một ai đó chơi hay là một ban nhạc chơi hay là cái gì chơi cả. Bạn có muốn dập khuôn lại cái máy móc của một người khác hay là bạn muốn là một người tự khẳng định bản chính mình? Theo mình thì tốt nhất các bạn hãy khẳng định tự chính mình bằng cách tự sáng tạo ra một đoạn giai điệu riêng. Nhưng mà nhiều bạn khi học guitar hỏi là vâng, em cũng rất muốn sáng tạo ra giai điệu riêng nhưng em sẽ không biết sáng tạo thế nào. Thì đây mình sẽ có một vài gợi ý có thể như thế này. Ví dụ bài đầu tiên, ví dụ đầu tiên các bạn có thể thấy ngày xưa chúng ta có một bài hát là Ngày Xưa Ơi. Đây không phải là mình sáng tạo mà đây là mình lấy lại cái phần dạo đầu của nghệ sĩ Lê Hùng Phong đã chuẩn soạn, và có thể coi đấy là cách sáng tạo của nghệ sĩ Lê Hùng Phong trong việc dạo đầu cho bài hát Ngày Xưa. Ví dụ tiếp theo vẫn nằm trong phần sáng tạo ra giai điệu riêng cho phần dạo đầu của bài hát, thì có nhiều bạn vẫn kêu rằng là vâng, nếu thế thì lại phải em cần phải có kỹ năng gọi là tỉa nốt. Thế giờ này em không có kỹ năng tỉa nốt là nào? Có một cách đơn giản nữa các bạn, nếu là những con trai cả con gái thế đều có thể làm được, các bạn dùng miệng của mình để thổi sáo. Đấy cũng chính là một cách để tạo ra phần đầu của giai điệu mà rất thoải mái dễ. Và cách thổi sáo này sẽ có những lợi điểm sau này. Thứ nhất là có những phần giai điệu đầu mà có hai đàn trong phần bản gốc, nó sẽ có hai đàn hoặc hai ba nhạc cụ chơi, một nhạc cụ đệm và một nhạc cụ tỉa solo, thì mình là một người chơi một mình thì mình không thể làm được đấy. Thì khi đó thì mình không thể nào soạn hết trên một đàn guitar được. Khi đó chúng ta sẽ dùng miệng của mình để thổi sáo phần solo và dùng tay của mình để đệm cái phần đầu của nó.
Hoặc thứ hai, cái việc mà dùng thổi sáo ấy, nó tạo cho bài hát ấy có một tính chất tự nhiên tươi vui rất là hay, và đặc biệt là rất phù hợp với những bài hát nhạc đỏ Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây chẳng hạn. Bây giờ mình ví dụ bài Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây, bạn nghe thử nhé. Mắc võng trên rừng Trường Sơn, hai đứa ở hai đầu xa thẳm, đường xa chân mùa này đẹp lắm. Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây, ta 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 ta. Ví dụ thế. Thế giờ làm sao để mình dẫn dắt phần phần dạo đầu vào đây? Mình sẽ chơi bằng bằng thổi sáo. Đây là giai điệu mình tự nghĩ ra riêng, ví dụ thế. Hoặc là bạn có thể tự nghĩ ra giai điệu thổi sáo của mình, bạn nghe thử nhé. Về việc tự sáng tạo ra phần dạo đầu của bài hát. Nếu các bạn là những người hoài cổ, hoặc là các bạn là những người thuộc thế hệ 8X như mình trở về trước, các bạn sẽ được nghe bài Nỗi nhớ dịu êm của anh Lam Trường. Bài như thế này. Nghe hạt mưa rơi rớt quanh đây, anh ngồi nhớ em buồn đâu. Những đêm trăng thao thức mong chờ, anh ngồi nhớ em suốt đêm. Thì với cái bài hát đấy, các bạn thử lên mạng tìm nhé, lên mạng search tìm, có một bản phối rất là lạ lùng, đó là trước khi vào bài hát đấy, người ta lại kết hợp một cái bài hát, một bản nhạc rất nổi tiếng vào để chơi, đó là bản Roman. Bản thân bản Roman là chơi trên giọng bi thứ, bài hát này cũng ở giọng bi thứ, vì vậy có thể kết hợp được với nhau. Nhưng tại sao người ta lại kết hợp bản Roman vào? Đó là bởi vì đấy là ý đồ của tác giả. Nghe hạt mưa rơi rớt quanh đây, anh ngồi nhớ em mùa đông. Thì cái ý đồ của tác giả viết có thể là khi người ta viết cái bài hát này là trong một lúc người ta đang ngồi trong một quán cà phê chẳng hạn, người ta nghe một bản Roman chẳng hạn. Thì thế mà tự nhiên cái lời dẫn của bài Roman có thể được vào trong bài hát rất là thoải mái. Các bạn nghe thử xem có hợp không nhé. Đầu tiên người ta sẽ dạo một Roman. Giấc mơ chỉ là giấc mơ của Hoàng Ngọc Hà để làm ví dụ cho điệu sáng tạo của nó. Đêm nay lại mùa đêm mưa nhớ mong mình sẽ sáng tạo ra giai điệu đầu tiên của nó như thế nào. Mình có thể lấy một phần cái giai điệu bên trong của bài hát đó để tự tạo ra, ví dụ nhé, bạn nghe thử nhé.